Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình mới đi lòng vòng mua được một hộp bún thịt nướng nha. Đây là nước mắm nè. Băm nước mắm lần trước nha. Nước mắm này mọi người muốn nó có tỏi, tỏi ớt, nhân vật chính là một hộp này 20.000 nha. Mình sẽ review cho mọi người xem nha. Mọi thôn ra bún ba la xì bùa đấy, rất là ngon. Nó gồm có một miếng thịt nướng này, hai miếng này rất là to nha, ba miếng thịt này, này hành lá này, một cây chả ram này, dưa leo này, bún, bỏ đi các nào để xem cận cảnh dưới là rau nữa, đấy rất là ngon nha. Rau rất nhiều, đấy nhìn đã chưa, đậu phộng, bữa ăn sáng ngoài là quá tuyệt vời rồi. Một phần 20.000. Quán nằm ở ngay gần nhà thờ Ấn Tâm, một tiếng này. Trong lãng phí là vết sạch sẽ. Đẹp chưa? Rau hành lá hẹ. Nhà bỏ thịt lên nữa. Làm mỡ hành. Quán này nhìn nó vẻ ngon. Nhiều dầu mỡ hành này. Mỡ hành nhiều. Quán này bán sáng thôi, một xíu buổi sáng. Mình mời mọi người miếng ăn thử nha. Chọn lấy thìa một chén nước mắm này. Mình thích vừa chấm, mọi người có thể đổ trực tiếp lên được, hiệu mạng. Mình chan nó tí, mình chấm thêm. Đó, mọi người miếng bún này. Rất là ngon nha. Bún mới. Nó hòa quyện mùi nước mắm chua ngọt này, với lại mùi của hành phi. Ăn thử chả giò, chả giò có gì này. Mục nhĩ là đầy đủ như chả giò cũng ngon này. Chả giò ngon, mục nhĩ rồi thịt băm này, rất nhiều thịt, rất là ngon. Nhân vật chính là miếng thịt này nha. Mình sẽ thử miếng thịt này, thịt nướng. Nếu gọi là bún thịt nướng thì thịt nướng phải ngon nha. Mình ăn không thôi, không chấm nha. Mình đánh giá rất cao thịt nướng này nhá. Độ nướng vừa nè. Rất là ngon, không có bị cháy. Mà ướp gia vị rất là đậm, không cần chấm là vừa luôn nha. Đó. Cameraman đói rồi, kêu rồi. Không làm. Mới 20.000 mà được 3 miếng thịt rất là bự, một cái chả giò, rau bún,
một phần như vậy là một người ăn no nha. Mọi người mà ví dụ như ăn được nhiều hơn đấy thì mua thêm bún bỏ vào, nước mắm này dư đấy, mọi người có thể ăn thêm cho nó no, nhưng đối với mình như vậy là quá no mà quá đầy đủ rồi đấy. Mình vừa review cho mọi người quán bún thịt nướng nha, rất ngon. Mình kết nhất là thịt với nồi chả giò, nước mắm cũng rất ngon. Đó, ba thứ đấy rất ngon, còn bún với kia thì có sẵn rồi. Mọi người muốn ăn thử thì bình luận ở dưới, mình sẽ đưa địa chỉ cụ thể cho mọi người ở dưới nha. Xin chào lại mọi người trong video review tiếp theo nha.